Chào anh em nha. Hôm nay có hai anh em tôi à. Tôi với anh Thạnh đây. Chào thấy mừng. Nay Thạnh nó có con gà đồng tảo đây. Ê đi, Thạnh chụp cho nó lại. Đây. Giờ hai thằng làm gà đây nấu giả cày nha. Đồng tảo này, gà đúng gà đồng tảo đây. Ui giời. Bây giờ anh em hiện tại bây giờ mới tới được tới đây nha. Giờ mới tới được bãi cát đây. Ui giời, thấy đúng gà đồng tảo chưa? Hai thằng chén một con được không? Ok không? Quá ok, quá ok luôn. Tối nó thấy đường nó không chạy nha. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nó chạy ra mắt em, chạy ra mắt em. Rồi thôi, bây giờ mấy đây mới đầu dựng liều đồ lên chứ cả. Tối nay là ngủ ở đây này. Đây tạm thời là trại vừa dựng lên xong rồi, liều vừa dựng xong rồi. Bây giờ là hai anh em đi kiếm củi vô mới cắt cổ gà của đồ làm thịt. Thạnh nó đang ở phía trước kia nha, đi kiếm củi nha. Ui giời. Đây. Ủa, cũng được, ai để sẵn luôn nè. Hai thằng này làm nó hơi lâu tí nha. Còn bình thường là anh em đi là tới 4-5 người. Hy vọng là tí nữa sẽ có những anh em gần đây tới hỗ trợ tí cho nó đỡ. Giờ hai người này cũng phải cố gắng thôi. Để hết của đó không? Giờ là khoảng mấy giờ để coi thôi. À, xa xa kia thấy cái bóng đèn nhỏ nhỏ kia không? Ồ, này nhỏ là cái chỗ cái liều á. Giờ mấy giờ rồi không biết. Rồi. Giờ là 7 giờ nha. Đang là 7 giờ. 7 giờ tối. Rồi, củi đã về rồi nha. Đây, hai thằng đi vòng vòng cũng được một mớ đây. Đó, cỡ này là đủ chén con gà đông tảo rồi đó. Rồi, bỏ đây. Rồi, bây giờ mấy anh em bắt đầu đi để coi cụ con gà không. Đây, nó đây, nó núp ở đây. Đây, đây con. Nhiều rồi. Cho mày lên đây luôn. Đấy. Ngủ đi, cặp chân nó bự nha. Nói. Ui. Vô. Được không? Hơi cao đúng không? Bỏ ra xuống. Rồi. Ok. Ngon lành. Cái nồi đây là cái nồi chứa con gà đó đó. Ngon lành. Rồi. Rồi, bây giờ cắt cổ gà và lên nồi nước. Nấu nồi nước sâu xong là bắt đầu cắt cổ gà là anh em tôi bắt đầu làm. Chương trình lấy nước. Nay đây anh em tôi cố gắng là vác theo nguyên cái thùng này luôn nè. Tha hồ mà xài nước. Ít thật không? Dư sức. Lông con gà này cũng đâu có nhiều đâu. Cái này được không? Này. Được. Rồi, ok rồi. Đợi con Thạnh nó lên nha. Ai, cuối cùng lửa cũng đã lên rồi nha. Sống thời gian đấu là củi nó cũng đã lên ok rồi đó. Trời, nãy là chiều nó sấm chớp đùng đùng mà anh em đi sợ nó mưa. Rốt cuộc bây giờ là thấy có trên trời có sao là chắc là ok rồi, không sao đâu. Thấy sao là mừng rồi. Gió hướng nội. Gió hướng nội. Anh em biết thằng Thạnh nó để cây chi không? Nó bảo là để che gió.
cây này che nổi ai che gió. Gió thì gió hướng này, mình nó chơi hướng này, thấy độc không? Nó chơi ngược đời vậy không á chứ. Cho anh em chiên ngưỡng cái bếp nha. Cái bếp thì nhỏ thôi nhưng mà có hai cây củi này. Hai cây củi này. Coi đó. Cái bếp thì nhỏ mà hai cây củi nó là cực dài luôn nha. Thế nó mới đã chứ. Chụm chừng nào mà tí nữa mà cái nước sôi xong nha. Luộc nhổ lông hết con gà xong bắt đầu nấu tiếp là anh em tôi chụm chắc đốt tới này thôi là bảo đảm là coi như là chín luôn cái nầu đó rồi. Chín luôn cái nầu gà nấu giả cày luôn nha. Nước đã sôi và đang nhúng con gà. Ôi, Thành đang nhúng nha. Nóng quá, nóng quá. Nóng không? Cặp chân á, chú ý. Anh nghĩ nhúng cặp chân trước cho nó chín cặp chân. Cặp chân này là phải nhúng cho kỹ nha anh em. Đây nha, đây nha. Đây vô đi. Mập chưa? Đã chưa? Này chuẩn bị là xong rồi, bắt đầu anh em tôi bắt đầu là thui sơ qua bắt đầu là chặt từng khúc ra bỏ vô ướp nấu, thui qua cho cái da của nó có cái mùi cái màu vàng tí là nấu mình ăn nó mới ngon. Sạch rồi ha. Bây giờ bắt đầu là đi thui. Đây lửa lại đi thui. Thui qua cái da của nó. Đây, Thành nó đang hơn gà nữa nha. Đây. Thui chứ coi. Thui ếm thấy. Ui giời ơi. Đã không Thành? Nhìn đây nè. Ăn mới đã chứ. Ăn mới đã à. Làm không đã đúng không? Ôi. Đây nha, để quay gần cho anh em coi này. Nó vàng rồi này. Xay cho Thành. Đấy, nó vàng vậy đó. Còn cái cặp chân nữa này. Đứng thui cái cặp chân nó vàng nữa là ok. Tắm nữa hả? Tắm cho nó tí nha. Mặt xoài làm thôi. Tương đối là vàng rồi chứ, ok rồi đó. Ăn rồi, sạch rồi. Ăn dơ thiết ngon mà. Chừng mự quá. Cắt cái đùi đi. Quất cái đùi đó. Trục rồi. Thịt không. Giờ cái đùi lên mà cắn nhá rồi không. Coi cái đùi bự lắm. À, trong Thành nó đớp trước cái đùi này.
Bự phết nha. Đúng rồi, cái nào này chắc nấu phải có tí đồng hồ thịt này nó mới mềm được á. Có tí không Thạnh? Chắc cái đó. Thấy thịt nó dày quá mà. Ui, dày quá. Cái con nhỏ thì tiếng nó nhanh chín hơn. Ồ, cái miếng bự ăn cho đỏ. Đỏ không ơi. Ui, trời ơi. Dài kinh. Hãy luôn. Dừng luôn. Dừng luôn. Thấy là thèm rồi đó nha. Chùi. Miếng nằm nay ngày rập rập đấy. Rồi, ướp đi em ơi. Giờ là ướp. Trước mắt là ướp xả này. Xả xong là tới dầu ăn rồi đồ cắt hết vô. Như cái nồi này. Đây, mắm dầu ăn này. Đây, chế vô luôn đi em. Chắc nghĩ hết luôn đó được. Đây, thấy cờ tắt. Mắm. Cái tay nó luôn. Ông giống như xà bằng luôn. Ớt này nữa. Đây, ớt này nữa nè. Quật hết vô, cái cay vô ăn mới đã. Mình ăn chay thì mình phải hành á. Cho nó xí hạt nêm, mà rồi muối, đồ tiêu rồi ngay hết nha. Rồi. Thời gian này là mấy anh em tôi đang ngồi đợi cho nó chín thôi, coi như là giờ ngồi khoảng tầm 30 phút 40 phút á. Cái nầu này, nguyên cái nầu này sôi chưa rồi. Ủa, nó cũng đang sôi sôi rồi đó. Sôi là nãy bây giờ ôi sao sôi rồi mà đang sôi rồi đó. Thêm nước không ta? Nhìn đói quá anh em ơi, hấp dẫn quá. Đây. Hấp dẫn luôn nha. Mình thấy thèm luôn mà chưa chín mà thấy thật đã đâu rồi. Ui thơm nha. Quá thơm luôn. Ui thơm á. Trong thời gian chờ đợi cái nồi kia nó chín nha. Tay lực mới chạy lên chơi đây. Giờ tay này dẫn vô cái vườn trồng dưa hấu đồ, dưa leo đồ á. Mấy anh em hái vài trái dưa leo tí nữa ăn kèm với lại thịt gà đó. Chờ đi với, chờ đi với. Đâu 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 đâu. Đây. Okay. Vô anh, nha. Anh đi lấy chân tôi nha. Vô hái ít trái dưa leo. Ui trời tối quá. Để tí nữa tới chỗ rồi mình quay coi nha. Quá wow, lớn như thế này chứ đâu mà nhỏ thế. Cái bự nha. Được. Gì vậy chứ? Bị sang kẻ mẹ rồi. Đấy là đây, tay lực đây này. Đây, anh em lên. Do nay tôi mất việc tôi đến muộn tí nha. Chung là chủ vườn á. Tôi đã từng làm cái clip trên cái vườn của ổng rồi đó. Đây là đậu bắp nha. Này không phải là đi hái trộm nha. Cái này là chủ nhà nha. Chủ nhà vẫn đi hái đàng hoàng nha. Đủ thứ mà. Ớt nữa nè, coi nè. Ớt nè. Ớt nè, hái tự nhiên thôi chứ. Vườn không thiếu gì. Cứ một cái đồ ăn là quá trời này. Tới cái cây dưa leo á. Có chưa, có chưa? Dưa leo này còn nhưng mà té nó không được to. Kệ, té nhỏ cũng được. Chung là đa số đâu? Do ngày nay mới thu hoạch nên chung là ở đây còn nhỏ nhỏ không à. Nhỏ nhỏ mình cắn luôn. Này. Trái hơi nhỏ tí nha. Kệ nó, cắn ăn còn kèm với lại gà đồ cho nó đỡ ngán. Chứ còn khứa qua thì nhiều. Mới có một trái nha. Rồi chờ anh em, tôi chuyển nha, tôi kiểm tra lại nha. Đây này, đây là cái trại mà hồi tôi đã quay cái clip mà sinh tồn gì tập 1 gì đó. Bữa nay có dịp ghé lại này. Đây, ghé lại coi có gì đây. Ô, dưa gan. Đây, mấy trái dưa gan rồi nè, thấy không? Này chắc cô có lực, bà làm rẫy này, bà hái, bà đĩa ra nè. Mình không đem dụng cụ đủ nên không lấy trái gì ăn thôi. Rồi hai dừa mới còn trái dừa
Con có không? Đó, dưa đâu, đâu, đâu. Đợi xíu nha, tới quay mấy trái dưa nha. Dưa leo nha. Làm vài trái đủ rồi, vài cho trái nó rồi. Nằm trong khúc qua nha. Ồ, đây, hái đi. Hái dưa nha. Hái đi, hái đi. Đây. Hái đi. Ok anh em nha. To. Rồi, cái. Nói chung là nó nằm trên, nói chung là nằm lung tung hết. Nói chung là khó tìm chứ nha anh em. Cho nó nằm trong khúc qua nha. Đây. Anh em đây, ok, đây. Cầm giùm cái nha. Rồi qua đây. Nói chung là nó thì một hai trái nó đủ rồi. Đây đây. Nói chung là nó không được lớn lắm nha anh em, do nó nay là dưa leo cuối vụ. Nhưng là nó cỡ này thôi, do là khu qua này nó đổ qua hết rồi. Rồi, nhiều rồi. Thôi, rồi. Giờ mình qua đấm dưa con thì còn cái nào mình hết luôn. Do dưa con mà bên này mình nói chung là còn khá nhiều. Cho coi cái cây dưa gan này. Đây anh em nha, dưa gan nha. Dưa gan này. Đây, nha. Nãy giờ nó đang ra. Nhưng là ở đây cỏ hơi nhiều, được chưa? Anh em dạy ra nhé. Đây, tôi dạch bên trong xíu này. Đó, thấy không? Anh em thấy dưa gan không? Thế. Ừ, bên dưới. Chín giờ cái này là chín ăn được chưa? Cái này là chuẩn bị chín rồi nha. Nói chung là gần chín rồi. Chỉ còn một xíu nữa là khoảng cả 2-3 ngày nữa là thu hoạch nha. À, qua đây xíu nữa, thấy không? Rồi, vào mâm nha. Chín rồi. Anh em ăn chứ đó rồi. Vô luôn được coi. Ba anh em ơi. Đây. Đây, chín rồi này. Làng khói. Ba thằng quốc khách cái nào này cũng đắm đuối đây. Thiếu đũa không ta? Gặm này, dùng tay ăn luôn cho nó máu. Ăn phát được tí vào. Ôi. Rồi. Ơi. Ơi, mời mời anh em ơi nha. Mấy anh mấy bọn trong video gì á? Mời mấy bọn xương thịt gà đông tổ nhà mình nuôi. Ơi đớp. Ui sợ ơi. Ôi, dùng đi. Ôi, mời anh em. Ôi, nha. Dùng chén nha. Chén nhưng mà chắc dùng tay mình gặm thôi chứ ăn. Ôi, thực tế thôi. Giờ là vô. Dứt. Vô. Đây, dứt. Anh em nha. Vô. Vô. Rồi, ok. Ôi, đớp đi. Nóng nha. Nóng khá ngon nha. Nóng. Ui. Rồi. Ừ. Ôi, cái miếng thịt này. Phô cao. Nóng. Bếp trước phô cao đi. Ừ. Nhất phô cao nhì đầu cánh mà. Không được. Nhất nát. vừa ăn á. Không thấy vừa ăn á. À. Khá là ngon nha anh em. Vừa ăn á. Lâu lâu anh em mình ra ngoài cho vui. Ăn đây, ăn đây đi. Ăn đây. Đầy đủ ánh sáng. Trời ơi. Nám quá. Ừ. Nám nhớ hơi đu đũa mà. Thôi lực cắn nó coi. Lực cắn coi. Ôi. Chà, nó nóng mà nó ngon nha. Rồi. Cái này mình ăn thêm kèm với cái này là hợp lý anh em. Mỗi người trái thôi. Dạ. Mời anh em nha, do YouTube quê tôi, nhưng là giờ này mùa nắng nha. Nó không được lớn lắm. Mời anh em nha. Quá đã. Ừ. Nóng nha, còn khá nóng là ngon nha. Này còn nóng luôn nè. Muối nào không? Ừ. Từ từ bé cảnh đi. Từ để nó bé cảnh đó. Đây đây. Đó, mọi người có thấy lòng do hồi nã thui chưa? Đã chưa? Kìa, đỏ chưa? Đủ, giờ thiếu nước suối sầu thấy có vẻ rung nè. Em mới thịt mà thấy vẻ rung nha. Cũng miệng đưa cái miệng ăn này. Ui trời ơi. Ui cái miệng không ăn á. Ui trời ơi. Nóng quá. Khá là ngon nha anh em. Coi này, chín này. Ui trời ơi.
Cái chân này, cái chân mới đã nè. Cái chân nó mới đã này, chân nó ăn cái da có vẻ nó mềm mà nó dai dai cái chân da nó cũng đã luôn. Đù, nhức nát. Dữ ăn, dữ ăn. Chấm miếng muối nè. Muối. Em nha. Giật. Coi thêm cái chân rồi. Wow. Wow. Quá là ngon nha anh em. Coi chân quá là đúng bự luôn. Đó, mình đi dành trước một cái chân. Ngon. Ước gì anh lấy được nàng. Đem về mình nấu cái gì gà đông tảo hàng đêm à. Nhưng mà mình ăn gà xong là mình uống nước suối nha anh em. Đây là nước suối quê mình nha. Cái gì Goldmin vitamin B gì đó. Ê, nhưng mà mời anh em nha. Chừng ăn đúng 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 ngon luôn á. Mềm đúng là nấu. Mềm nhập luôn á. Đủ đúng nước suối ngọt thật. Rồi. Mời anh chủ kênh. Nước suối mà cay dễ sợ. À trời. Ngâm nước chanh nè. Đúng rồi. Muối mình nấu thêm giấm thêm nước chanh nữa mình ăn kèm với dưa leo là y bè nha. Đây, mình kiếm cái nào nữa coi. Ôi. Anh em thử tôi cái đùi này nha. À, sao? Giờ cái đùi đây. Bây giờ chơi cái trò này nè. Để đùi đây, ba tay ù ập. Tay nào ra trước là được cái đùi. Chơi đi, chơi này. Chơi luôn. Một. Từ từ. Chơi chơi ù ập em, bây giờ đây tôi chơi cái ù ập. Tay nào thắng thì được cái đùi đây nha. Rồi để đây. Giờ mình tính theo tỷ lệ là hai tán một đen hay là hai đen một tán. Người nào thắng là đáng chịu. Ê, cô nè, mọi người xem nè. Một hay là ba. Ê, 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 để quay đồng hoàng mà, đóng quay. Vô đây ù ập đi. Ồ. Oh. Tính nào hai trắng một đen là người trắng là thắng hay là người đen thắng? Hai trắng một đen người đen thắng. Rồi, ra có nghĩa là hai trắng là một người đen là thắng. Ờ. Rồi ok. Ok. À. Thấy ông tôi thắng này thấy không? Oh. Ê dám giành tôi không? Mời anh em nha. Tàu trắng. Ừ. Ồ, đâu 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 đâu. Mình mình đạt ra cái này rốt cuộc thua. Chịu chịu. Mời anh em nha. Mình ăn cái khó. Trời trắng luôn á trời. Úi trời ơi. Thôi kiếm khác. Ui trời ơi. Tì. U văn cầu. Ui. Chắc u hạch nước quá. Văn cầu ở đây mà. Rồi, này ngon phết đấy. Ui trời ơi ngon. Khá là ngon nha anh em. Đúng bài, đúng bài. Đây nha. Con này. Ui trời ơi, căng cảnh này. Nhức nát. Quá nhức nát chưa? Ui, nhức nát chưa? Ui này. Coi nó này. Rồi đớp nha. Đớp trội. Dứ. Trời ơi, đó. Giật thôi, giật thôi. Ăn lệ. Chắc đớp hay chứ.